chào mọi người, mọi người cùng cảm hoa cái gì nhé. Anh nói chuyện với thằng nhà Lâm Đông đang ngoài chân đang gãy, đang ngoài xương chưa liền, đang ngoài lạc đau mà bố bọn nó bắt đi. Kéo chiều ngồi trên quán mới nghe người ta nói đi bộ đội á, kéo để chết là có ra người ta đang khám lại mà không đạt tiêu chuẩn nên bắt viện. Có đi đang thấy lặng mà. Đang bao nhiêu thằng đó tự bị đi không bắt đi. Thằng nó cũng thấp nữa, thấp như thằng nhà Dụ Kỳ. Thấp tí. Cũng đi ra chỗ khoa vậy chứ. Một bún một sơ sơ nằm nội tao nên ngủ từ 11 rưỡi 12 giờ 15 rồi mới mở mắt ra rồi. Thức giấc dậy. Thế là em cần được cái văn là của chị ra. Vừa nay chồng Quân Hà đi xuống Quảng Ninh làm chi nhánh mới. Quân Hà nó lại xin em. Không ăn cùng với Hương nữa. Chua thằng đã ra để nó đi học chi nhánh mới để cho hắn lớn người lên để ra sau này gọi thằng hắn. Tách. Quá cái gì đó. Quá mạnh dạn quá. Nghĩa là thầy cô cũng học được không á. Thì cũng phải làm cho chi nhánh là phải màn hết. Như thằng Hóa là thằng Hóa màn hết cô đưa cô cũng màn bách chứ mà. Hướng xứng. Cô có mua xe vay tiền mua ô tô nên cho vay mua ô tô. Cơm nước con dương cũng được nấu. Mua ô tô mà không lấy một. Nhỏ thì đang còn đứa. Mua còn hưng tua hơn này. Nó muốn mua nhà mua đất ngoài Bắc Giang kìa. Không mà không biết mua xe. Không biết không ở quê. Bắc Giang cũng ngay đi 4-5 năm tiếng về đến nhà cũng ngay chết chứ còn ngay còn nghi ngang với Việt Nam. Bay bắn thì không có. Nhưng mà chờ hắn làm cái nhà ổn rồi thì hắn chỉ có đóng đồ thôi chứ hắn chỉ có đi mua được. Thế cái nhóm bạn có chi nhánh chưa? Có rồi nhưng mà đứa khác quản lý rồi. Gánh hai năm rồi. Ôi chứ đây chờ là đi được cả hai vợ chồng nhà ba đều phải đi à? Không, mình
thằng chồng thôi, còn con Hải nữa. Với lại chúng ta còn đi học mà. Xin mình làm ăn chi? Hả? Xin mình làm ăn chi? Thằng đi làm quần áo của anh, quần áo lúc mô chẳng phải thắng tạo. Ô trời, sướng nhỉ. Khách vô rồi tiếp chuyện với khách à? Người ta kêu mình giới thiệu sản phẩm à? Giới thiệu công dụng của máy các thứ cho khách trải nghiệm. Cô chi lạ là ẻm xin hết à? Vân làm mua 700.000 đấy. Cái vân là cây mà bọn nó mua 3.000.000 đó là thích cực nhá. Chỉ việc cầm cái quầy lên lên là lào quần áo về cháp về nữa gì đó. Nhà cái quân chi nhé, có cái vân là mấy chục triệu. Kinh à? Chút triệu thì em chưa thấy, mà em thấy cái bàn này nước cây 3 triệu mấy 4 triệu ấy. Là mấy chục triệu cái bàn này. Cái tủ lạnh 500 triệu của cái bọn nhà giàu. Anh đựng vào. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình nhé. Bye bye.